Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thuốc bổ sẽ không mang lại hiệu quả nếu như quý vị và các bạn sử dụng sai cách. Hãy tìm hiểu một số nguyên tắc trước khi sử dụng thuốc bổ. Thông tin được tham khảo trên báo điện tử của Đài Tiếng nói Việt Nam, vov.vn không cần dùng thực phẩm chức năng nếu bạn hoàn toàn khỏe mạnh. Nếu phải dùng bất cứ một loại thuốc nào, hãy tìm một lý do chính đáng. Theo các chuyên gia y tế, khi bạn hoàn toàn khỏe mạnh, bạn không cần uống bất cứ loại thực phẩm chức năng nào bởi thực phẩm chức năng vẫn là một loại thuốc, nó sẽ có ít nhiều tác động đến cơ thể của bạn. Cân nhắc khi uống thực phẩm chức năng hoặc thuốc bổ khi muốn uống bất kỳ một loại thuốc hay thực phẩm chức năng nào, bạn cần cân nhắc kỹ càng giữa lợi ích và nguy cơ đối với cơ thể. Hãy nhớ rằng bạn có thể bổ sung dưỡng chất qua thực phẩm với chế độ ăn uống hợp lý khoa học. Bắt đầu với liều lượng dành cho trẻ em, khi uống thuốc bổ, bạn nên bắt đầu với liều lượng thấp để thuốc phát huy tác dụng chậm từ từ. Điều này còn giúp bạn tránh bị hội chứng ruột kích thích do uống các loại thuốc bổ sung. không phải cứ thuốc đắt mới tốt. Hầu hết các loại thuốc bổ và thực phẩm chức năng đều được bán với giá thành khá cao, tuy nhiên, chưa chắc nó đã tốt hơn những loại thuốc bổ sung có hoạt chất tương tự nhưng giá thành thấp hơn. Xem xét nhãn thuốc trước khi mua. Khi mua bất kỳ loại thuốc hay thực phẩm chức năng nào, bạn cần xem xét kỹ nhãn bao bì và hướng dẫn sử dụng thuốc bởi trong hướng dẫn sử dụng bao giờ cũng có khuyến cáo với người dùng như thuốc có dùng cho người bệnh tim người đang mang thai trẻ em hay ảnh hưởng tới sức khỏe tâm thần hay không tham khảo ý kiến giữa bác sĩ và dược sĩ đối với những người có thói quen tự mua thuốc về dùng họ thường chỉ hỏi dược sĩ về tác dụng của thuốc mà tự dùng và không hỏi ý kiến của bác sĩ điều này có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng chính vì vậy bạn nên tham khảo ý kiến giữa bác sĩ và dược sĩ để có được sự lựa chọn tốt nhất dùng thuốc với thực phẩm, nhiều nghiên cứu cho thấy tác dụng phụ phổ biến nhất khi sử dụng thuốc bổ sung hay thực phẩm chức năng là gây rối loạn dạ dày, do vậy tốt nhất là bạn nên uống thuốc trong hoặc ngay sau bữa ăn để dễ hấp thu thuốc vào cơ thể thông qua dịch vị dạ dày và thức ăn. trẻ bình thường có cần thiết bổ sung vitamin về mặt lý thuyết, nếu trẻ ăn uống cân bằng, hợp lý, đầy đủ và tình trạng cơ thể bình thường, tức là không có dấu hiệu suy dinh dưỡng thì không cần bổ sung vitamin. Tuy nhiên, nếu các bậc phụ huynh có nghi ngờ về chế độ ăn của trẻ không cung cấp đầy đủ dưỡng chất thì nên bổ sung vitamin và phải đúng liều lượng. Đối với trẻ béo phì nên ăn uống ở chế độ ít chất béo và cần thiết phải bổ sung các vitamin vì chế độ ăn kiêng ít chất béo không giúp hấp thu đủ lượng vitamin tan trong dầu là vitamin A, D, E, K. Đây là những vitamin và chất khoáng không cung cấp năng lượng. Riêng với trẻ sơ sinh nên cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu bởi trong sữa mẹ đã có đầy đủ các vitamin và chất khoáng cần thiết cho trẻ và các chất này trong sữa mẹ thường dễ hấp thu. Nếu các bà mẹ muốn bổ sung thêm vitamin cho trẻ sơ sinh thì chính mình dùng thuốc bổ sung sau đó cho con bú để thông qua sữa của mẹ thì con nhận được lượng vitamin cần thiết việc lạm dụng quá nhiều thuốc bổ sẽ dẫn đến tình trạng thừa vitamin và chất khoáng rất có hại cho trẻ. Thậm chí, nhiều phụ huynh đã nghĩ rằng thuốc bổ có thể thay thế thức ăn nên không quan tâm đến chế độ ăn uống của trẻ. Vì vậy, sẽ xảy ra trường hợp trẻ dùng thừa thuốc bổ mà vẫn bị suy dinh dưỡng. Những lưu ý khi dùng thuốc bổ cho trẻ Việc sử dụng thuốc bổ sung vitamin và chất khoáng không thay thế được thức ăn, cần phải cho trẻ ăn uống đầy đủ, cân bằng các nhóm thực phẩm. Vitamin A và D không được dùng thừa, dùng quá liều thì sẽ tích lũy lại trong cơ thể và có thể gây ngộ độc. Không nên dùng vitamin C liều quá cao hơn 1 gram một ngày vì có thể gây tiêu chảy, loét đường tiêu hóa, sỏi thận khi dùng dài ngày. Hiện nay trên thị trường có nhiều loại thuốc viên vitamin C dạng sủi bọt chứa 1 gram dược chất mỗi viên, không nên xem đây là nước giải khát và cho trẻ uống nhiều viên hàng ngày sẽ dễ làm trẻ bị ngộ độc. Thuốc bổ đông y cũng có những độc chất như trong thuốc tây y, vì vậy phải thật cẩn trọng khi sử dụng, không nên nghe theo lời truyền miệng, đồn đại về một toa thuốc, vị thuốc nào đó mà tự tiện sử dụng lâu dài. Trong một thông tin sức khỏe ngày mai, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những thông tin sai lầm khiến cho người bệnh viêm đại tràng hay bị tái phát bệnh còn chương trình ngày hôm nay xin được khép lại tại đây cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại